Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024, sơ kết công tác xây dựng đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Samco diễn ra vào chiều nay. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường. Báo cáo của Tổng Công ty đã phân tích khá đầy đủ những việc đã làm được trong công tác xây dựng đảng, cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh qua 6 tháng đầu năm 2024, nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, đồng thời thảo luận đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để phát triển sản phẩm mới trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường, vấn đề về nhân sự, quyền lợi của người lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự cố gắng của tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và tổng công ty đã đoàn kết chung sức để có những giải pháp vượt qua khó khăn, thống nhất cao với các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm. Đồng chí lưu ý đơn vị cần quan tâm đến một số vấn đề như đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, chú trọng công tác cán bộ, thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng, làm tốt khâu đánh giá cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ tốt, trẻ, năng động, dám đương đầu cho nhiệm kỳ tiếp theo. Quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, thực hiện dân chủ cơ sở, ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ nhân viên, chăm lo đầy đủ các chính sách và cuộc sống của người lao động. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận khen thưởng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Tổng Công ty vì đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.